Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ ban ngành về dự thảo thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, thông tin về chủ phương tiện, thông số kỹ thuật của xe được mã hóa bằng vạch QR trên thẻ nhựa thay vì thẻ giấy như hiện nay. Với ý tưởng xây dựng chương trình quản lý đăng ký xe ô tô và mô tô theo hướng công nghệ hóa, trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất giao cho Cục Cảnh sát Giao thông lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý xe ô tô và mô tô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy số khung. Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện sẽ sử dụng chất liệu nhựa có mã vạch QR.